Đây là cơ mảnh khảnh. Cơ mảnh khảnh. Đây là phần bụng chán. Bụng chán. 73 là cơ vòng mắt. 72 là phần mí của cơ vòng mắt. 76 là phần ngang của cơ mũi. Rồi 75 là cơ nâng môi trên và cánh mũi. 74 là cơ gò má bé. 78 là cơ gò má lớn. 81 là cơ cười. 82 là cơ hạ môi dưới. 83 là cơ cái này 82 là cơ hạ góc miệng. 82 là mới là cơ hạ môi dưới. 84 là cơ cầm. 80 là cơ cắn. 79 là cơ mút. Cơ mút. Cơ cười đúng không? Cơ cười là 81. Nè, phần 97 là cơ ức đòn chẩm. 92 là cơ vai móng. 91 là cơ giác móng. 94 là cơ ức móng. Đây. 88 là cơ nhị thân, là cơ hai bụng đó. 87 là cơ hàm móng. Hàm móng. Rồi 86 là cơ cầm móng. Cầm. Ừ. Còn cái cơ chính, cái cơ này nè là cơ chăm móng. 90 đó. Đây là cơ thang trước, cơ bậc thang trước, cơ bậc thang giữa và cơ bậc thang sau. Bậc thang. Cơ bậc thang giữa, trước giữa và sau đó. Trước giữa sau. Đây là cơ nâng vai. Rồi 72 là cơ gối đầu. Rồi xong.